Hôm nay Hồ Tổ Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em lại lên một buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Hôm nay là tối chủ nhật rồi, vẫn chịu khó lên sóng livestream để khách hàng nhà mình cùng xem ưng mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Thành Nam này. Em sẽ ghim số điện thoại lên đây nhé, 0354602790 là số hotline của em. Chào anh Thành Nam này. Các anh đừng quên là hãy cho em Hương xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm nhé. Hôm nay thì em lại về thêm rất là nhiều i10 Kia Morning này. Chào bác Giang Hân này. Nắm chưa? Nắm chưa? Đừng quên những lượt like, những lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Giúp em Lê Hương nhé, để hôm nay em có một buổi báo giá thành công ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi ra bên ngoài quay qua một chút về xe bên em nhé. Khách hàng nào đang xem trong buổi báo giá ngày của em thì cho em xin một lượt like nào. Em nhìn thấy khách hàng này, bác Thành Nam này, bác Giang Hân này, còn ai nữa nhỉ? Hiện mắt nhìn lên mà không biết là bác nào đang xem. Chấm một chấm vào đây cho em được không ạ? Rất là nhiều xe luôn. Để em đọc. Chứ đầu tí vào mà xem. Em chào anh Phạm Phương nhé. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em Lê Hương nào. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe luôn, cập nhật liên tục những mẫu xe ăn ít xăng, bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu, bây giờ xăng đắt quá. Đây là cứ đi những dòng nào mà 1 chấm với cả 0.8 thôi khách hàng nhà mình nhé. Cho em xin 1 phút nữa thôi thì em sẽ quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay rất là nhiều xe luôn. Em chào anh Vân Cóc này. Kia Morning em về thêm này, số sàn, số tự động này, i10 em cũng có này. Về thêm cả Vios số tự động, Vios số sàn. Bán tải thì em rất là nhiều luôn. Em chào anh Cảnh Trần nhá. Đấy, hôm nay thì có sinh nhật nhưng mà phải livestream xong mới đi sinh nhật được. Số tự động mà cửa tiền 250 triệu anh Phạm Phương. 250 triệu em xem nào, em xem có ghét này. Có ghét số tự động này. Nếu như mà tầm hơn 250, tầm 290, 295 em còn có cả i10 nhập khẩu bản đủ số tự động anh nhá. Chào bác Hà Nhung này. 250 triệu thì em nhiều. Anh Phạm Phương để lại số điện thoại cho em ở dưới cái bài viết ngày hôm nay, dưới bình luận livestream của em này. Một chút nữa thì em sẽ gửi hình ảnh này và cùng em xem hết buổi báo giá livestream nhá. Em chào anh Văn Chỉnh này. Chào bác Hà Nhung. Rất là nhiều xe luôn, em xin phép được quay sang cam sau này. Chào bác Nguyễn Thanh Hùng này. Cửa tiền mà 250 triệu thì có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Ford EcoSport đời 2018 nhá, bản Titanium cao cấp này. Có EcoSport này, có Zoti T600 này. Em chào bác Hoàn Bùi này. Nào xem nào, cửa tiền mà 250 này. Nói chung là trên 250 một chút thì em cũng có nhiều. 250 và số tự động à. Nếu như mà anh có chở hàng nhá thì anh có thể đi cho em một chiếc xe gọi là gì nhỉ? Siêu bán tải đi, đăng ký 2 chỗ ngồi 240 triệu. Hoặc một chiếc xe Kia Morning nữa đây, cũng mà đăng ký 2 chỗ ngồi biển van, số tự động đời 2013, bản này là bản đủ 1.0 này. Bản này em đang bán là bao nhiêu? 238 triệu nhưng mà đăng ký 2 chỗ ngồi biển D nhá. Em này thì phù hợp hơn với bác nào có bà xã làm kinh doanh online hoặc lấy quần áo này, hay làm xưởng này, hay là lắp đầu điều hòa này, lóng lạnh này. 250 triệu số tự động à. Đợi em một chút nào. Em muốn quay trước xe bán tải bên em, siêu bán tải này. Với cái hàng ghế thứ hai không khác gì một cái giường mini, có gối này. Có gối rồi. Các bác mà đi du lịch này, đi chơi này, đi câu cá này, làm việc cực kỳ ok luôn. 238 triệu. Số tự động 2 đầu mà 250 ạ. 250 để em ngắm một chút nào. Ví dụ như 7 chỗ thì em có đấy. 7 chỗ thì em có luôn. Cảm ơn bác Cẩm Tú này. Chia sẻ họ em lên nào. Bác Phạm Phương để lại số điện thoại cho em rồi đúng không ạ? Cùng em đi xem hết buổi báo giá nhé. Vì vừa rồi em dồn xe vào nên là nhìn nó hơi khó một chút. Bây giờ em sẽ đi báo giá lần lượt này. Đi ra bên ngoài báo giá lần lượt nhé. Em chào bác say xỉn à, Phương Tây đúng không ạ? Hay là tên như nào? Chào Vân Dung nhé.
chia sẻ cho mình lên trang cá nhân ông vợ hội nhóm này, rất là nhiều xe luôn. Tầm tiền chỉ từ 66 triệu, 85 triệu là có ô tô đi rồi. Ở đây này thì em có một chiếc xe Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động, bản này có cửa lốc đẹp cho em, biển 34 bánh đậu xanh. Trang bị cho em là đèn bi salon này, có đèn halogen, đèn phá xương có rồi. Đèn bi salon đầy đủ luôn nhé. Giá chào bán là 408 triệu đời 2009 này. 5 chỗ ngồi gầm cao bản cửa lốc 2.0. Chào bác Nguyễn Thành Hưng này, chào bác Trần Trọng Rick này. Bác Rick này phải cách đây nửa tháng rồi không đến xem livestream của em này. Hôm nay là buổi tối cuối tuần nhé, chúc gia đình và khách hàng nhà mình có một buổi tối cực kỳ ấm áp này, hạnh phúc bên gia đình. Đi sinh nhật nữa, sướng thế. Thôi đang livestream. Đang buồn cái gì? Một siêu phẩm nhập Hàn Kia Rio đây các bác này, đẹp căng luôn. Thôi, bà chồng em nó đi du lịch rồi. Hai người cùng buồn, thôi đóng cửa chị đi. Chào anh Lam Nguyễn này, chào Vân Dung nhá. Vios à, Vios em có chị nhá. 2008 cũng có, 2009 em cũng có luôn. 2008 thì giá chỉ có 178 triệu thôi, mà có cả đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí này, nước sơn thì màu đen đẹp luôn. Bên đây thì có một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2009, em cũng đang bán với giá là 208 triệu, biển 36 này. Hôm nay có khách hàng hỏi em là gửi cho anh hình ảnh và video, nhưng mà hôm nay khách đến chợ đông quá này này, em lại quên mất rồi. Nếu như hôm nay mà anh có xem buổi báo giá của em thì em quay chi tiết cho anh nhé. Vios bản E xịn nói led luôn, 208 trên livestream cắt luôn, chả làm sao cả, chẳng qua đơn giản là em thích cắt thì em cắt thôi. 208 còn 200 triệu Vios bản E xịn cho em, ghế da đẹp căng, ăn xăng thì cực ít luôn, một dàn lốp còn đẹp cho em nhé, số máy thì ngon, bản E xịn ạ. Chào anh Lam Nguyễn này, chúc em Hương có một buổi tối cuối tuần bán được nhiều xe, em cảm ơn anh này. Chào bác Linh Ni này, càng ngày càng xinh gái chị ơi, lão hóa ngược rồi. Chào bác Thanh Tâm Lưu này, đừng quên những lượt like, những lượt chia sẻ giúp em Lê Hương nhé, để em có một buổi báo giá thành công. Bên đây thì có một chiếc xe 37 Lacetti, Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu, số sàn đây, cửa tiền là 193 triệu. Bao rút hồ sơ luôn, khách hàng nào đến xem xe thì vẫn để một cái giá yêu thương nữa này. 193 triệu bao rút hồ sơ, vẫn ship xe loanh quanh 100 cây vẫn quay đầu không tính tiền ship này. Và đến thì vẫn tặng quà giảm giá luôn nhé. Đừng quên số hotline của em 0354602790. Bên đây thì có một em Kia Sorento cao to đây ạ, số tự động mà giá chỉ có 380 triệu. Kia Sorento với đèn bi là đèn pha là bi salon nhá. Đèn led này, có đèn gầm đầy đủ cho em, xin nhan trên gương. Em này thì là số tự động, bản này là bản 2.4 7 chỗ ngồi, 375 rồi, cắt lỗ rồi. 380 còn có 375 thôi. 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ. Khóa cầu V-Side đầy đủ, điều hòa auto, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Em này là đời 2009 ạ. Chào Lan Hương này, chào Hiệp Vân này. Các bác nào đang xem livestream đừng quên nhá, hãy chia sẻ cho em nào. Và rất là nhiều xe luôn, toàn dòng siêu tiết kiệm và bền bỉ thôi, gầm cao có, hạng sang có ạ. Bên đây thì có một em Gentra biển 36 này, Gentra với giá là 136 triệu. Xe thì quá là đẹp, bản hai đầu nhá, mà xe thì có 136 triệu thôi. Đây ạ, ghế da đẹp căng, số sàn màn hình có rồi, điều hòa thì mát lạnh, 136 triệu là giá em bán rồi. Còn vẫn bớt thêm để cho mình một khách hàng nhà mình, nhiều lộc lá luôn, bao rút hồ sơ. Anh ơi, anh ơi, check luôn Zalo cho em chiếc con này anh ơi. Em cảm ơn bác nhà may Long Hải nhá, đưa một cái máy khác làm cầm, xong check luôn Zalo con này xem. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Này, cửa tiền nào thì em cũng có ạ. Nó không hiện đâu. Không hiện á? Có mà. Cửa tiền nào em cũng có luôn. Bên đây thì em lại về thêm được một chiếc xe Hyundai i10 màu trắng đẹp này các bác nhìn này, biển 19 này. Anh ơi, hôm nay em về thêm ít nhất là phải 5 xe i10, 3 xe Morning luôn. Sau trận bóng đá ngày hôm nay, mai em lại về tiếp. 19 này, Morning nhập ạ, Morning nhập khẩu, có bản nhập Indo anh nhá, à nhập Ấn Độ anh nhá. Bản nhập Đức à, biển 19 nhá. Bản đủ i10 2016 nhập khẩu cho em, 255 triệu, vừa rồi em đã đăng lên rồi đấy ạ. Nếu bác nào để ý bản fanpage của em thì vừa em đăng lên rồi.
i10 255 triệu, đề lỗ thông minh có, màn hình có, ghế da vải đẹp căng cho em luôn. Bản đủ 1.0. Rất là đẹp luôn, đời 2016 này. Hai bánh trước là phanh ABS na răng thể thao. Xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, nước sơn màu trắng đẹp, đời 2016. Phía sau thì có cho em là 4 mắt cảm biến va chạm nhé. Bản đủ sẽ có mắt cảm biến va chạm, không như bản thiếu sẽ không có đâu ạ. Em chào bác Phạm Hồng Vân này. Em chào anh Dương Kết, chào anh Bàn Vịnh này. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em nào. CDX nhập khẩu đời 2009 này ạ. Biển 26A, nước sơn màu đen đẹp, la răng dạng phay, lăm chấu thể thao cho em nhé. Bản này là bản nhập Hàn. Đời 2009, em đang bán là 255 triệu. Em này thì có đề lỗ thông minh này, cửa lóc này, màn hình này, ghế da hai màu, điều hòa tự động, mát cực luôn ạ. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em nhé. Còn bên đây thì em có một em Vios đời 2018 này. Em hãy còn nhớ cả tên anh nữa. Em nhớ chứ, khách hàng nào thường xuyên quan tâm này là em nhớ lắm. Đầu em bộ nhớ trong nó hơi nhiều ghi một tí nên là cứ xe về hay như nào em nhớ lắm. Tất cả tên người cũng vậy luôn. Vios số tự động đây ạ. Biển là biển 19A nhá. Bản này là bản số tự động CVT. Bản này là bản e xịn số tự động đời 2018. Động cơ trang bị là 1.5. Em đang bán là 448 triệu. Xe này cực đẹp luôn. Số tự động form dáng mới cho em này. Điều hòa mát lạnh, ghế da zin, xe zin đẹp cho em nhé. Đời 2018 CVT đây ạ, bản e xịn 448 triệu, bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Phanh ABS na răng thể thao cực đẹp cho em, xi nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 10 2023 cơ các bác ạ, còn lâu mới hết đăng ký đăng kiểm. Mà không may mà có hết thì em sẽ là người đầu tư cho khách hàng nhà mình đăng ký đăng kiểm mới này. Chào anh Lý Văn Dậu này. Bên đây thì có một chiếc xe Hyundai đời 2019 số tự động. Hyundai Accent đây ạ. Mới kính quang 475 triệu mới về rồi. Biển 18 Hyundai Accent. Đèn bi salon đẹp này, đèn gầm có này, form dáng cực chất cho em luôn. Bản này là bản lắp ráp rồi. Xe quá là đẹp luôn, la răng này. Bác nào có tiền mua xe ô tô đời cao xuống thật đấy. Xe quá là đẹp luôn. Đăng ký đăng kiểm tháng 5 2023, 475 triệu đời 2019. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Đề lỗ thông minh có này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng có, ga tay tự động luôn. Màn hình giải trí đây ạ. Auto hết cho em, ghế da hai màu. Xe cực đẹp luôn. Accent màu đen đây. Lan Hương ơi, nếu như thích Accent thì có Accent màu đen này em này. Xe rất là đẹp luôn. Số tự động đẹp các bác nhá, Accent số tự động đẹp đây ạ. Em này chắc là về phút mốt là bay thôi. Bình thường khách hàng kén màu, xe Accent đã thích rồi nhưng mà em còn màu đen thì cực chạy luôn. Màu đen đẹp 475 triệu đời 2019, đối với em này thì trả góp ok luôn này. Chào bác Ngọc Lê Công này, bác Ngọc Lê Công đã xem Zalo em gửi chưa ạ? Accent đây ạ, 475 triệu đời 2019 này, giải đèn led này, có giải đèn led định vị này. Có đèn bi salon này, đèn gầm đầy đủ cho em luôn. Cam kết xe đẹp căng luôn nhá. Ok đấy, quá là đẹp luôn anh ạ. Xe cực kỳ chất cho em luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có EcoSport bản Titanium cao cấp số tự động đây. Cửa tiền hơn 300 triệu là có xe số tự động đi gầm cao 5 chỗ ngồi. Biển 35, nước sơn màu đỏ đẹp, 385 triệu đời 2015, động cơ là 1.5. Em chào anh Trung Siun này. Chào bác Nguyễn Nhàn này, cảm ơn bác Giang Vũ, nhiều xe đẹp quá này. Bình thường khung giờ buổi trưa thì em like sẽ được nhiều khách hàng thân quen để ý hơn. Bây giờ em like khung giờ nó hơi bị lệch một chút nên là bây giờ em mới nhìn thấy nhiều khách hàng thân yêu của em đây này. Ford Eco, anh ơi đây nhá, Ford Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, nước sơn màu đỏ đẹp, bản này là 6 túi khí an toàn, la răng thể thao, phanh ABS này, xi nhan trên gương. Bản này có cả cửa lóc nhá, đã là Titanium có cửa lóc này. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Đầu đài nguyên bản theo xe. Nếu như mà anh thích tặng luôn một cái màn hình xịn luôn. Đề lỗ thông minh start top này. Bản này là 6 túi khí. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng đầy đủ cho em nhé. Kết nối nghe nhạc radio quá đỉnh luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao mà giá chưa đến 400 triệu. Có phải là quá là rẻ không ạ? 385 triệu.
Không những là xe rẻ này mà đời còn rất là cao luôn. Đời 2015. Cam hành trình có, cảm biến va chạm có đầy đủ cho em này. À em này chưa có cảm biến, 2018 có cảm biến, em này chưa có cảm biến nhá. 385 triệu. Chào bác Đinh Hiếu này, chào bác Hoàn Quang này. Chia sẻ đi các bác ơi, chia sẻ đi, live stream tầm 1 tiếng thôi là các bác lại nghỉ xem bóng đá rồi. Nên em nay sớm không tí đá bóng rồi. i10 tiếp tục đây ạ. Một chiếc xe Hyundai i10 đời 2017, bản nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.25. Giá chào bán 275 triệu. Em này là số sàn nhập khẩu này, động cơ 1.25 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho em. Các bác có đi dịch vụ hoa cưới hỏi này, đi gia đình này, đi taxi đều ok nhá. Động cơ nó ít như thế này thì chấm nó ít như thế này thì nó ăn xăng sẽ ít hơn. Ăn xăng ít hơn, thời buổi như này xăng mà đắt thì các bác cứ tìm cho em có chấm nào bé thôi. Đăng ký đăng kiểm đây. Tháng 10 2023 275 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Vừa mới về cách đây chỉ được 15 phút thôi ạ. 15 phút đã đánh vội vào để em live stream luôn đây. Nhiều xe đẹp quá anh ơi, cố lên. Lên một chiếc xe cho gia đình mình. Thời tiết mà cứ 3-40 độ như này mà đi xe máy ngoài đường thì có lát người. Cố lên. Xe ô tô ngày xưa nó đắt thôi, giờ nó rẻ rồi. Mà bây giờ nó có nhiều dòng máy máy eco, động cơ nhiên liệu nó lại ít nên là không tốn xăng đâu ạ. SH hay là những cái dòng xe khác nó còn tốn xăng hơn mà vẫn lắng mưa. Chia sẻ cho em rồi, em cảm ơn anh Trần Trọng Rick này. Ngày mai vào 7 giờ, 19 giờ tối các ngày em đều báo giá live stream thì các bác nhớ vào theo dõi cùng em nhé. Bên đây thì em có một em Kia Morning, bản này bản Sport full đồ cho em. Biển 37 này, xe đẹp giá rẻ đây ạ. 128 triệu đời 2011, động cơ cũng là 1.1 thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Tiết kiệm nhiên liệu, màn hình giải trí có ghế da 2 màu. Ghế da 2 màu ạ. Bản full đồ 128 triệu, dù là 128 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Giá có rẻ rồi nhưng vẫn bao rút hồ sơ để khách hàng đi không phải vất vả nhá. Không lắng mưa như này không biết cách làm rồi đi nó lại lằng nhằng vất vả ra, cứ để em nói hết. Còn bên đây là một chiếc xe gì đó đây, đang ở CDX rồi này. Sang bên đây, sang hàng bên đây nào. Vâng, chia sẻ cho em đây nào. Mỗi khách hàng thân yêu cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ này. Số điện thoại em đang ghi ở đây rồi. Muốn xem xe nào thì cứ bình luận ở phía dưới cho em nhé. Vì thời tiết nắng quá nên em đổi like sang buổi tối cho nó mát hơn. Mà khách hàng cũng có nhiều thời gian hơn. Không chưa các bác ngủ trưa rồi, em cứ nói luyên thuyên bên tai. Các bác lại cứ mắt nhắm mắt mở, không nghe kỹ được. Bên đây thì có Mazda 3S đời 2009 này. Nói chung mà nếu với cái màu này mà nhiều bác nào mà nhã nhặn khiêm tốn thì nhìn nó hơi bị loe loét lè loẹt. Nhưng đối với những cô gái, những chàng trai thanh niên như bọn em, nhìn cái màu đỏ này là yêu luôn, lối bần bật luôn, đi đến đâu là gây sự chú ý đấy này. Mazda 3S đời 2009 nhá. Số tự động đẹp, bản này có cửa lock cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Đèn bi salon này, đèn gầm có này. Mazda 3S 285 triệu thôi ạ, giá cực mềm luôn. Bản này có cửa lock này, màu cực kỳ bắt mắt cho em nhá. Màu này là đúng gu của em rồi, cứ phải xanh đỏ em mới thích cơ. Em chào anh Văn Khương này. Bên đây thì em có một chiếc xe lồi đồng cối đá đây, ăn sâu vào tiềm thức khách hàng người Việt Nam. Đó chính là bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu này và không hề xuống giá xe này. Một chiếc Corona Antis đây ạ, số tự động bản 2.0 đời 2010, em đang bán là 395 triệu Corona Antis. Ngang ngửa với Camry này hay những cái dòng Vios đời cao này thì Corona Antis nó vẫn là một cái gì đấy là khách hàng nghe tên vẫn nghĩ ngay là bền, chắc chắn, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là không hề bị hỏng vặt đúng không ạ? Giữ giá 395 triệu đời 2010, số tự động, động cơ trang bị 2.0. Chào bác Trương Nguyễn này. Accent số tự động đời 2019, đời quá là cao luôn, xe cực đẹp luôn. 475 triệu. Đèn bi salon có giải đèn led màu đen đẹp, nếu như các bác không thích màu thì màu này quá đẹp rồi. Bình thường các bác của anh không thích màu bạc, không thích màu trắng thì em có màu đen này cực đẹp luôn nhá. Bên đây thì có Tucson gầm cao, xe 5 chỗ ngồi gầm cao, máy dầu bản này là nhập Hàn cho em này. Đèn pha là đèn bi, có đèn phá xương, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Em này là biển 21A, bản máy dầu, số tự động và là hai cầu cho em. Em đang bán là 535 triệu, bao rút hồ sơ. Xăng mà đắt quá thì đi dầu cho em đi. Bao rút hồ sơ có sấy sưởi kính này, sấy sưởi cả ghế luôn.
có cả sấy sưởi ghế luôn nha các bác nhá. 535 triệu đời 2010, 2 cầu, 5 chỗ ngồi, gầm cao, máy dầu đây ạ. Cam hành trình có và cửa lóc đầy đủ luôn. Em chào anh Vũ Văn Sơn này. Bên đây thì có một em bán tải Ford Ranger biển 34 bánh đậu xanh. Có một bộ đèn bi salon này. Đèn pha là đèn bi bên trong, bên quanh. Quanh quanh này là đèn có dải đèn led nhá. Đèn gầm cũng là đèn bi cho em. Em này thì là có khách cọc rồi. Có Everest 2013-2015 máy dầu không ạ? Bác nào phải hỏi đây nhỉ? Everest là Ford Everest thì em về phát em bán luôn. Cái dòng đấy những cái bác ở trong khu vực vùng sâu hơn, vùng cao hơn, thích lắm, công trình công trường thích lắm. Đi vừa khỏe vừa tiết kiệm nhiên liệu mà văng vật thoải mái. Đây là với cái đời cổ như thế là em cứ về phát là có khách luôn. Bên đây thì em có một chiếc Chevrolet Cruze đấy ạ, biển 15 Hải Phòng. Chevrolet Cruze 240 triệu, bản lắp ráp trong nước đời 2011. 240 triệu đời 2011, bao rút hồ sơ các bác nhé. Chào em gái chân dài chăm chỉ, thời tiết nóng thế này cố gắng lên em. Ôi, buổi trưa em định livestream chưa thật đấy, nhưng nó không thể tả được cái thời tiết ở Hải Dương. Nó quá là nắng luôn. Nên em chuyển sang tối. 250 triệu quay đầu đi số tự động thì các bác có thể đi cho em một chiếc xe Kia Morning biển 88 Hải Phòng, à Vĩnh Phúc ạ, 88 Vĩnh Phúc, Kia Morning. Nước sơn màu vàng đẹp, bản nhập khẩu đời 2010. Bản này là 1.0 này, số tự động đẹp. Xin nhan trên gương, la răng thể thao. Đăng ký đăng kiểm em này thì sắp hết rồi. Hết rồi, hết rồi là việc của em Hương. Các bác cứ yên tâm đi. Hết đăng ký đăng kiểm là việc của em Hương rồi. Dù là buổi tối live stream nhưng em vẫn cố gắng mở hết bên trong khoang nội thất ra để quay khách hàng nhà mình nhìn này. Ghế da đẹp căng luôn. Số tự động đẹp. Có cả sấy sưởi ghế cho em nhé. Kia Morning nhập Hàn có sấy sưởi ghế, có sấy sưởi kính. 235 triệu bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình luôn. Đấy, bao quá là nhiều luôn. Chào anh Nguyễn Hưng này, chào anh Thành Hoàng này. Chia sẻ đi các bác ơi, số điện thoại em đã ghi ở đây rồi. Nhiều khách hàng là ngại, không muốn bình luận thì kết nối Zalo cho em 0354602790 hoặc đến trực tiếp showroom BMW Lê Hương Ô tô Hải Dương, địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương các bác nhé. Kết nối Zalo em gửi định vị thì đi nó dễ hơn này. Bên đây thì một em Hyundai i10 bản sedan 2 đầu. 238 triệu đời 2015, bản nhập khẩu, động cơ 1.2, nước sơn màu trắng đẹp. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome cao cấp rồi. Màn hình giải trí có nhá. Có hai cái phím bấm ở trên vô lăng này, đèn trần vẫn còn bình thường cho em này, ghế này cực kỳ sạch đẹp luôn. 238 triệu khách hàng mà đi gia đình cũng ok này. Chạy taxi dịch vụ cũng tuyệt vời, hoặc là dịch vụ hoa cưới hỏi nhá. 238 triệu số sàn đời 2015, Hyundai i10 bản nhập cho em ạ. 34 này, biển đây. Rất là nhiều i10 luôn, vừa thêm một chiếc xe i10 màu trắng nữa này, có quá là nhiều sự lựa chọn luôn. Bên đây thì có một em phân khúc hạng D, Nissan Lavera. À đâu, em xin lỗi, Nissan Terra, biển thủ đô đẹp, phân khúc hạng D. Số tự động đời 2009 này, các bác nhìn cho em này. 346 triệu, em này là cắt cả vào chân rồi này. Phân khúc hạng D thì không còn gì để bàn cãi này, chất lượng xe. Từ cái linh kiện này, màn hình này, loa trên xe này cực đẹp cho em luôn. Cam hành trình có rồi, 346 triệu. Đèn led đầy đủ cho em, phanh ABS. Các bác nhìn là cái bộ mâm này có hẳn logo Nissan nhá. Quá là đẹp luôn. Xiên nhan trên gương, màn hình to đùng mật vã, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Có luôn cả đề lỗ thông minh của em Nissan này. Rất là tuyệt vời. Bên đây thì có một em số tự động đây ạ, Hyundai i10. Nếu như hai vợ chồng cùng có bằng thì khách hàng sẽ quan tâm số tự động nhiều. Vì sao? Vì bây giờ nhu cầu 4.0 rồi. Chị em phụ nữ đi xe ô tô nhiều nên các bác sẽ nhiều sự lựa chọn hơn là số tự động. Thì bên đây em có một chiếc xe Kia Hyundai i10 bản nhập Ấn Độ này. Nước sơn màu bạc đẹp, biển 34 bánh đậu xanh 192 này. Đèn halogen này, đèn gầm có nhá. Bản này 1.0, có cảm biến va chạm, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh. Xin nhan trên gương. Giá chào bán là 295 triệu, vẫn linh động thêm về giá. Lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa cho em. Màn hình giải trí đây, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Có túi khí an toàn, ghế da thì đẹp căng luôn ạ. 295 triệu đời 2014 cho em Hyundai i10 bản nhập Ấn Độ này. Gia đình nhà mình hai vợ chồng đều có bằng thì đi ok cho em nhé.
cam hành trình có, màn hình có, cam lùi có, cảm biến va chạm phía sau cũng có luôn. La răng thể thao đẹp. Bản này là bản 1.0, siêu tiết kiệm cho em ạ. 295 triệu nhá. Em chào anh An Xiên này. Bên đây thì có hai em máy dầu gầm cao 8 chỗ ngồi, phù hợp với những bác nào mà đi công trình, công trường hoặc khu vực miền sâu, miền xa, cao cao một chút, đường núi nó khó đi ấy, thì em có máy dầu này, khỏe lắm luôn. 140 triệu Isuzu máy dầu, 160 triệu Isuzu máy dầu, có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Bên đây thì có một em Mazda Fremacy đời 2003, số tự động, động cơ là 1.8 này. Xe 7 chỗ ngồi, động cơ 1.8 nhá, 162 triệu. 162 triệu có xe đẹp đi rồi. Innova thì em đang về sẵn hai chiếc này. Khách hàng nào mà thích, số sàn em có, số tự động em cũng có luôn. Innova đời 2007, bản G xịn cho em, giá chào bán 240 triệu đời 2007 nhá. Động cơ là 2.0, số sàn đẹp đây ạ, nước sơn màu bạc, 240 triệu thôi. Nói chung nếu như mà Innova thì khách hàng sẽ nghĩ ngay đến cái mua về để kiếm tiền đúng không ạ? Mua về xe để tiền lại đẻ ra tiền. Thì Innova đấy ạ, ghế da đẹp căng, số máy ngon. Xe mua bên em thì cam kết không đâm xô và không ngập nước nên khách hàng hoàn toàn yên tâm nhé. Hồ sơ pháp lý đầy đủ cho mình. Khách hàng đâu rồi? Chia sẻ cho em lên nào. Cho em Hương xin một chấm vào đây nào. Bác Vũ Ngọc, bác Thành Hoàng này, bác Lê Hoàng và bác Thu Hương. Chào anh Nguyễn Đô nào. Chia sẻ cho em nào, rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Innova số sàn có rồi thì đây có cả Innova số tự động đây, biển 34. Innova số tự động xin nhan trên gương đẹp đời 2010 số tự động. Em đang chào bán với giá là bao nhiêu? 330 triệu, bao rút hồ sơ luôn. Bao rút hồ sơ luôn ạ. Khách hàng cực kỳ yên tâm khi mua xe bên em nào. Anh Lích ơi, anh Trường Lê ơi nào. Chia sẻ cho em lên nào, nhiều xe đẹp lắm luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao để có túc sơn rồi này. Có Eco Sport này. Và bên đây có cả một em Zoti T600. Bản này là nhập Trung Quốc này. Trung Quốc các bác nhé. Bản này là nhập Trung Quốc nhưng mà máy hệ điều hành là máy Mitsubishi. Đời 2016 này, form dáng trắng đẹp. Dành riêng cho những bác nào mà hay làm bất động sản này, công trình, công trường này. Vì cái form dáng rất là đẹp luôn. Các bác đi cảm giác sẽ sang hơn nhé. Đèn bi salon này, giải đèn nét này, đèn gầm đầy đủ này. Xin nhan trên gương, đời 2016 nhập khẩu 2.0 em đang bán là 320 triệu. Điều em thích nhất ở chiếc xe này là gì? Nó hội tụ quá là nhiều công nghệ. Cửa sổ toàn cảnh này, có chế độ liếc đèn theo vô lăng. Các bác chỉ cần liếc, quay vô lăng thôi là đèn pha đã sẽ quay đi thế đấy. Quá là xịn sò luôn. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, khóa phanh tay là khóa điện tử nhá. Cam hành trình, cam lùi, cảm biến va chạm đầy đủ cho em. 320 triệu này. Orlando thì về phát lấy chồng luôn. Còn bên đây là một em Captiva đời 2007. Động cơ trang bị là 2.4. 215 triệu có Captiva đi các bác nhé. Đèn bi salon này, đèn gầm có này. Xin nhan trên gương này. Captiva đây ạ. Còn bên đây là một em Isuzu D-Max đời 2016. Đăng ký cuối tháng 12 2017, tuổi thọ tương đương với chiếc xe hoạt động 2018 rồi. Đi cực ít luôn. Một dàn lốp mới, lốp sơ cua còn chưa hạ này, Isuzu D-Max, phù hợp với các bác nào mà đi công trình này, công trường này. Xe 5 chỗ bán tải đây ạ. 535 triệu đối với khách hàng nào trả thẳng thì em sẽ bao rút hồ sơ và giảm thêm. Khách hàng nào trả góp thì em sẽ hỗ trợ cho mình đến 60% giá trị xe nhé. Các bác thử tính này, 535 triệu mà hỗ trợ trả góp đến 60% thì các bác chỉ cần có gọi là gần 200, hoặc 200 đi. Có 200 là đánh em D-Max này về rồi. Đèn bi salon này, đèn gầm này, nước sơn màu đỏ đô đẹp. Em này đẹp đến nỗi mà lốp sơ cua còn chưa hạ cho em. Xi nhan trên gương, máy dầu, 2 cầu, số tự động, 535 triệu. Màn hình giải trí đẹp này, ghế da zin luôn. Cam hành trình có luôn. Chưa thì 3678. Nếu như mà như mấy hôm trước nó lắng quá là thực chất là em không đủ sức khỏe để nay anh Trương ạ. Nên em mới phải chuyển sang tối. Lai xong khi đứng nước bên ngoài kia nó lắng xong em lại nói to đấy, em nhọc em không thể ăn được cơm. Thậm chí em còn bị chóng mặt buồn nôn anh ạ, như kiểu say lắng quá ấy ạ. Nên là em đổi sang tối nhá.
Liên khách hàng hoan hỉ nào, yêu thương em Hương bằng cách chia sẻ cho em lên nào. Anh Trương Nguyễn này, anh Lương Thế này, anh Trường Lê này, chia sẻ cho em lên, mỗi anh chỉ cần cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ thôi là cuộc báo giá của em đã thành công hơn rất là nhiều rồi. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Vương Vũ ơi, bán tải đây, Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017 nhá. Tuổi thọ ngang ngửa với 2018 rồi. Máy dầu 2 cầu số tự động. Đèn bi salon này, đèn gầm có này, hỗ trợ 60% giá trị xe. Xe để một dàn lốp mới này, lốp sơ cua chưa hạ, xi nhan trên gương, xe cực đẹp luôn. Em khỏe thật. Đôi khi cái nghề anh ạ, cái đam mê. Nếu như khách hàng nào mình hình dung ấy, nếu như là đàn ông mà làm về ô tô đã rất là vất vả rồi. Bọn em là nữ, bọn em còn vất vả hơn. Học này, tất cả về xe này, nhìn nhận về xe này, rất là nhiều thứ. Đôi khi em cũng lạn lắm. Tại vì phải theo anh các anh đàn ông về xe ô tô, xe cộ, theo đàn ông rất là mệt. Nhưng mà bọn em là nữ, cái đam mê nó ăn vào máu rồi, nên vẫn phải cố thôi anh ạ. Captiva đời 2007 này, trang bị động cơ 2.4, biển 88 Vĩnh Phúc. Em đang bán là bao nhiêu ạ? Số sàn 210 triệu, có xe 7 chỗ đi. Captiva 7 chỗ ngồi, nước sơn màu đồng đẹp. Tổ hợp phím bấm thì em này không có, nhưng được cái có túi khí an toàn đầy đủ này. Gương kính auto cho em, điều hòa mát lạnh, 7 chỗ ngồi gầm cao. 210 triệu đồng cho chiếc xe Captiva màu đẹp đấy ạ. Cố lên anh, tất nhiên phải cố rồi. Nhờ tất cả khách hàng nhà mình. Nếu như 50 khách hàng, mỗi khách hàng cho em xin một nút thôi đã khác rồi. 30 khách hàng là một nút thôi đã khác rồi. Vì em biết là khung giờ là em like thì không có nhiều khách quen thuộc của em. Nhưng em đang cố gắng dần dần, vừa thay đổi bản thân, vừa phải tìm hiểu về xe. Đây là các bác đừng quên cho em những lời chia sẻ. Em chào anh Trịnh Đình Thanh này. Chào bác, em không biết đọc tên tên tiếng Anh rồi. Em chào anh Phạm Văn Thắng này. Khát nước không là cái gì anh ạ, cứ phải nói đã. Chia sẻ hết khách hàng nhà mình, mục đích của em là gì? Dù các bác có kinh tế bao nhiêu thì vẫn được đi xe ô tô. Vì sao bên em vẫn làm những dòng xe 6-70 triệu, nhiều khách hàng nhắn tin cho em còn ngại cơ. Xe đấy nọ thì anh ngại, sợ em không tiếp, không nhiệt tình, không hề các bác nhé. Mục đích của em là gì? Nhà nào cũng có xe ô tô đi. Mưa lắng như này, ông bà già, bố mẹ, trẻ nhỏ là phải đi ô tô. Vì ô tô bây giờ nó không phải như ngày xưa, thuế má nó đắt hay như thế nào mà bây giờ nó quá là rẻ rồi. Kia Morning biển van, đăng ký 2 chỗ ngồi, nước màu mận chín đẹp này. Em đang bán là 240 triệu đời 2013, số tự động bản nhập khẩu, bản này 1.0 này. Với những em biển van sẽ phù hợp hơn với những bác nào chở hàng. Chở người cũng ok, nhưng mà con mà trên 16 tuổi là không thể đi được. Đây là chỉ đi được 2 người thôi. Mục đích em này sản xuất ra là gì? Để cho những cái bác nào cao tuổi một chút đi du lịch này, đi câu cá này, những cái bác nào thanh niên mà làm việc này, hoặc vợ của mình mà có làm shop quần áo này hay lấy đồ lấy hàng thì quá là ok luôn. Cảm ơn anh Trần Trọng Lích đã luôn ủng hộ em nào. Chào bác Hiền Hà nhé. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Các bác chỉ cần comment tên xe này để lại bình luận cho em. CDX đời 2009, nước sơn màu bạc. Đèn halogen này, xi nhan trên gương này, à xi nhan trên hông này, la răng thể thao đẹp luôn. 239 triệu nhập khẩu 1.6, đề lồ thông minh, màn hình giải trí, có cửa lock đầy đủ cho em. CDX vì sao bên em luôn đắt khách là vì với cái cửa tiền hơn 200 một chút thôi mà khách hàng có thể sở hữu cho mình một chiếc xe đầy đủ tiện nghi luôn. Không những là nội thất máy móc đẹp, máy số đi thì bốc ngon, phù hợp với những bác nào trẻ trẻ một chút này, mà cái ngoại hình này các bác nhìn cái bộ la răng này. CDX là một cái dòng xe nó thiên về giới trẻ nhiều hơn, vì đi nó bốc xe, xong ngoại hình của nó rất là trẻ luôn, mà giá tiền thì chỉ có hơn 200 một xíu thôi. 239 triệu đây ạ. Còn bên đây với một cái lớp sơn rất phù hợp với cái tính cách của em, sôi nổi nhiệt huyết này, một cái lớp sơn gây sự chú ý nhá. Một chiếc xe Hyundai i10 và đời 2015, hộp số sàn, động cơ là 1.0, biển 37 này. 245 triệu đầy đủ cam hành trình cho em. i10 nhưng đây là bản đủ, lên có cả đèn gầm này, đèn bi salon, xi nhan trên gương, phía sau sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm. 245 triệu đầy đủ cho em, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, cam hành trình có rồi. Và một bộ ghế da của bác chủ cũ là người rất là sành điệu luôn.
lên một bộ ghế da mà em còn ưng ý này. Nên là những bác nào mà mua chiếc xe này thì em để nguyên bộ ghế da xịn sò này luôn các bác này. Ghế da bên trong còn zin đẹp, không hề làm sao cả. Nhưng bác chủ cũng là một người ăn chơi, lên bộ ghế da xịn sò nhé. 245 triệu, màn hình giải trí có, túi khí an toàn có, phím bấm trên vô lăng rảnh tay có rồi. 245 triệu cho em i10 bản nhập khẩu và là bản đủ, nước sơn màu đỏ đẹp, sôi nổi trẻ trung. Xe được tiết kiệm nhiên liệu. Các bác đi trong đô thị này, tắc đường này, đông người mới hết có 7 lít 100 cây thôi. Còn đi ra ngoài đô thị nhá, phóng mứt chân ga cho em chỉ có 5 lít thôi. Xăng đắt như này thì cần gì mà đi những dòng xe tốn xăng đúng không ạ? Biển 37, nước sơn màu đỏ đẹp. Cảm biến phía sau là 4 cái, ốp mạ chrome hết cả đèn này. Gương đầy đủ cho em. Chia sẻ lên nào các bác ơi. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. 245 triệu, em Hương sẽ bao rút hồ sơ lắng như thế này để các bác đi xe máy làm hồ sơ. Xong là giấy tờ không biết cách làm thì chết lắng thôi, nên cứ để em lo hết. Một em Vios bản này là bản bản E này, limo. Chính xác là limo lưng lên thành E. Nhưng là nếu như mà em nói led luôn vẫn là thành E rồi. Đấy, vì lưng hết lên rồi. Biển 37, nước sơn màu đồng đẹp, Vios hơn 200 triệu một tí xíu này. Cam hành trình có, cam lùi có, nước sơn màu đồng đẹp. Vios đời 2011, giá chào bán 215 triệu. Ôi trời ơi, lãi luôn có đôi dép rồi. Mở cửa ra cái là ôi trời ơi luôn, có cả dép ở đây này các bác này. Màn hình giải trí cỡ vừa thôi, được cái là bộ ghế da đẹp, ăn ít xăng, máy số ngon. Xe để bọn em check rồi, không phạt nguội, chủ mã đầy đủ. Và điều quan trọng là số máy thì không hề bị ngập nước hấp hơi. Nên các bác cứ yên tâm thôi. 215 triệu cho chiếc xe Vios đời 2015. À xin lỗi, đời 2011. 215 triệu biển 37 này. Em quay rõ cả biển để khách hàng nào mà cùng biển 37 mà có ưng là chốt luôn. Cùng tỉnh nó dễ hơn đúng không ạ? Khác tỉnh nó không khó cái gì cả, chỉ là cùng biển nó vẫn yêu hơn thôi. Em chào anh Hà Nguyễn này, chào anh Hữu Hiệu này, chào anh Hiếu Phạm này, chào anh Đức Năm, chào anh Hùng Triệu này. Chia sẻ cho em đây nào các bác ơi. Cứ mãi nói thôi, chẳng để ý bình luận gì, giờ bình luận quá. Bên đây thì em có một chiếc Spark với nước sơn màu đỏ đẹp. Cái màu quá là tươi luôn. Màu đỏ đẹp 93 triệu, nói bé trên livestream 85 triệu, cắt em này. Xe rất là đẹp, tập lái ok. Tránh mưa, tránh nắng ok, không bằng một con SH 93 rồi, làm gì có con xe cỏ nào cắt cắt đến tận thân là 93 mà trừ 5 bằng mấy triệu thì 8 triệu à. 8 triệu, làm gì có con xe cỏ nào em trừ 8 triệu nhưng em phải trừ luôn này, 85 triệu cho nó nhanh chuyến này. Xe cực đẹp luôn, mới lấy bằng thì lấy em này về đi các bác. Các bác có đi chán chê mê mệt đến lúc em lại nhập lại, giá gần bằng giá các bác mua luôn. Một em Kia Rio biển 34, số tự động đẹp đây ạ. Kia Rio với nước sơn màu bạc. Đèn halogen có, đèn phá xương. Đèn gầm là đèn bi nhá, la răng thể thao, phanh ABS, đăng ký đăng kiểm tháng 5 2023. Màu bạc đẹp, Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu nguyên chiếc cho em. Giá chào bán là 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio đây. Ga tay tự động có này, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm này, màn hình có luôn. Em này thì có sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài đầy đủ cho em nhé. Điều hòa hai vùng. Mùa đông thì ấm áp và mùa hè thì mát lịm tim luôn. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio đời 2016 ạ, bản nhập khẩu nhé. Nước sơn màu bạc đẹp, biển 34, bánh đậu xanh. Còn bên đây thì em lại có một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu đỏ đẹp, biển 14A này. Kia Morning 199 triệu. Mua em này về vẫn thừa tiền liên hoan gia đình, là mua được một em xe rất là rẻ này, chưa đến 200 triệu. La răng thể thao đẹp, phanh đĩa đầy đủ cho em. Đèn halogen có, đèn phá xương, đèn gầm cũng có luôn. 199 triệu đời 2015, động cơ 1.25 ạ. Nước sơn thì màu đỏ đẹp luôn, form dáng thể thao. Màn hình có rồi, có hai cái phím bấm trên vô lăng. Em này thì chưa có túi khí an toàn. Được cái là máy số ngon luôn. i10, à em xin lỗi. Kia Morning màu đỏ 199 triệu, vẫn bao rút hồ sơ ạ. Còn bên đây là một em Vios này, cửa tiền là 210 triệu đồng. Vios đời 2011, số sàn, động cơ là 1.5 cho em, 5 chỗ ngồi gầm cao. Dù là Vios là 1.5 thật nhưng hệ điều hành của em nó là siêu tiết kiệm luôn.
ghế da em đã chỉnh luôn rồi. Lên một bộ áo mới luôn, màn hình cỡ vừa, sấy sưởi kính lấy gió đầy đủ cho em, điều hòa mát lạnh, la răng thể thao nước sơn màu trắng đẹp. Fiat 2011 đây ạ, 210 triệu đồng. Rất là nhiều xe luôn. Quay sang bên đây thì có 7 chỗ là Kia. Kia Carin đời 2008 bản nhập khẩu này, 7 chỗ ngồi số tự động 2008, em đang bán là 285 triệu thôi ạ. 285 triệu, nước sơn màu đen đẹp, nhập khẩu nhá. Thân vỏ chắc chắn này. Xe DX thì em có đời 2009 bản nhập khẩu số tự động 1.6 này, em đang bán là 248 triệu. Ôi em gào lên khát nước quá. Khát nước quá các bạn. Nếu như mà số tự động mà cửa tiền dưới 200 thì em có một chiếc xe Getz biển 37 bản nhập Hàn Quốc cho em. Khát nước quá anh ơi, xin ra cốc nước. 188 triệu này. Getz đời 2007, nước sơn màu vàng zin đẹp luôn. Máy số êm, Getz số tự động đây ạ. Bằng B1 lóc nhà mình đi đưa đón con đi học quá là tuyệt vời luôn. Cửa tiền thì có hơn trăm thôi. Corona Antique thì em có một chiếc đời 2005, 190 triệu này. Nếu như số sàn mà ghét các bác khu vực sâu hơn một chút mà có muốn đi taxi hay gia đình này, quá là ok luôn. Biển Thủ Đô các bác nhá, biển Thủ Đô Hà Nội này. Ghét đời 2010 nhập khẩu số sàn 158 triệu. Để lại số điện thoại cho em ạ và bình luận dưới đây cho em nhé. Chào bác Hùng Triều này, chào bác Đức Lâm, chào bác Dũng Bùi này. Rất là nhiều khách hàng quan tâm xe bên em luôn. Em đang like mà thấy Zalo báo rất là nhiều. Khách hàng này rất là ngại bình luận luôn trên đây. Mà cứ nhắn thẳng qua Zalo cho em. Nhắn qua Zalo thì phải một chút nữa em mới xuống làm việc được. Accent em có màu đen này. Bây giờ em có cả accent màu bạc nữa đây. Xin phép em uống hớp nước, đang khát nước quá. Accent đời 2019 này, nước sơn màu bạc, bản này cũng là bản lắp ráp trong nước cho em. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ luôn, đời 2019. Xe thì màu sạc xoen đã đẹp rồi, form dáng mới, xi nhan trên gương. Em đang bán là 385 triệu. Em này là số sàn nhé. Vậy là em có hai chiếc accent, màu đen có này, màu bạc có này, số sàn có và số tự động cũng có luôn. Accent này ạ. Nhiều khu vực cao cấp hơn thì bây giờ các bác đang chọn cho mình một chiếc Accent. Vừa là đi gia đình, vừa là đi dịch vụ đúng không ạ? Accent của em đây ạ. Biển 89 này. Accent form dáng mới đời 2019 số sàn, trang bị động cơ là 1.4. Đèn halogen có, đèn gầm có luôn và quan trọng là giá là bao nhiêu? 385 triệu. Xin nhan trên gương đẹp căng luôn ạ. Để lại số điện thoại cho em nhé. Em chào anh Dũng Bùi này, anh Lợi Phạm này và anh Lưu Vin này, chào Khuyên Phạm nhé. Bên đây thì có một chiếc xe Hyundai i10 biển 34 đây. i10 nhập khẩu đời 2016, em này là số sàn rồi. 230 triệu, nước sơn màu bạc đẹp, xin nhan trên hông. La răng thì vẫn là la răng sắt. Được cái là em này số máy cực ngon luôn. Với cửa tiền hơn 200 mà đi gia đình thì quá là ok cho em này. Số sàn đẹp ạ. Giá bao nhiêu? 230 triệu. Màn hình giải trí cỡ vừa nhá, lên trần da 3D rồi, ghế da đẹp căng, không đâm xô và không ngập nước là đều chắc chắn rồi. La City EX, La City nhưng em này là máy to này, biển 37, với cái giá trị xe chỉ có 150 triệu là các bác đã sở hữu một chiếc xe phải là bản sedan hai đầu. La City EX máy to nhá, máy to là máy khỏe cho em này, 150 triệu thôi ạ. Còn một em Jolly cực to này, 8 chỗ ngồi, 135 triệu, đời 2005. Có 8 có 135 triệu thôi mà 8 chỗ ngồi nhá. Em chào anh Sơn Bùi này, chào anh Ngô Hữu Văn này. Xe DX thì em có một chiếc nữa, biển 99 này. Xe DX với nước sơn màu đen đẹp, em đang bán là 260 triệu. Em này cao nhất trong dòng xe DX em đang bán là vì sao? Đời cao nhất ạ. Đời 2010 nhưng đăng ký là 2011. Cửa lóc đầy đủ, cam hành trình, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. Em này là ghế da hai màu, có đề lỗ thông minh, có cửa lóc này. Màn hình giải trí cũng có rồi, xe này cực khỏe, cực bốc luôn cho em này.
xe DX 260 triệu bao rút hồ sơ. Dù khách hàng có mua một chiếc xe 80 triệu hay 65 triệu bên em thì em vẫn đều bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình nhé. Em chào anh Tuấn Vinh này, chào anh Đạt Nguyễn này. Anh Tuấn Vinh ơi, anh Đạt Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Hương nào. Bên đây thì có một chiếc xe Kia Morning nữa đây ạ, biển 29 thủ đô Hà Nội. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm với cửa tiền biển Hà Nội nhá, thì em có một chiếc xe Kia Morning bản Sport này. Không biết là bác Lê Ngọc Công còn ở đây không ạ? Biển Hà Nội em mới về đây, 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport đời 2011. Động cơ là 1.1 thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em luôn. Ghế da thì bọc lại rồi, còn quên cả chìa khóa trong xe. Tôi rút chìa khóa ra. Ghế da thì bọc lại rồi nhá. Em này thì là tránh mưa tránh nắng cực ok cho em này. Bản Sport 150 triệu bao rút hồ sơ luôn. Biển thủ đô Hà Nội, nhiều bác mua xe là hay kén biển nhá. Thì em có biển thủ đô Hà Nội đây ạ, 150 triệu. Bên đây thì có một chiếc Chevrolet Cruze số tự động ạ, biển 34 bánh đậu xanh, nước sơn thì màu đỏ đẹp. Chevrolet Cruze đời 2011, số tự động đây ạ, 268 triệu, nước sơn màu đen đẹp, ghế da thì cũng đẹp căng luôn. Số tự động đây cực nhàn cho em này, màn hình giải trí cỡ vừa nhé. Tổ hợp phím bấm thì có hai cái phím bấm trên vô lăng, tăng giảm thôi. 268 triệu đời 2011, la răng thể thao, phanh ABS này, nước sơn màu đen cực kỳ đẹp cho em luôn. Biển 34 bánh đậu xanh. Còn bên đây thì em có một chiếc xe Kia Rio. Hiện tại là em đang sẵn hai chiếc xe Kia Rio với nước sơn màu trắng đẹp, đều là nhập Hàn nguyên chiếc này. Chiếc này là biển 14 này, em có một chiếc nữa là biển 30 ơi. Nhưng vừa rồi hai vợ chồng đứa em nó đi sinh nhật rồi, nó mượn đi sinh nhật rồi nên là Kia Rio này 325 triệu đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc, số sàn nước sơn màu trắng đẹp. Bản này là bản 1.4 cho em nhé. Xe này các bác nhìn này, đèn halogen này, đèn gầm có này, la răng thể thao đẹp. Chào Nguyễn Văn Thắng này, chào bác Hà Tùng, chào bác Toàn Lô. Bên đây thì có một em Santa Fe bản Gold. Em này bản Gold và máy dầu nhá. Biển 15 Hải Phòng, động cơ là 2.0, 7 chỗ ngồi, số tự động. Em đang bán là 225 triệu cho em Santa Fe này. Nếu như bác nào đã từng đi Santa Fe để nhìn thấy là biết ngay. Em này đi nó trâu như thế nào đúng không ạ? Cực trâu cho em luôn. Máy dầu đi xuống lắm luôn. 225 triệu Santa Fe bản Gold này. Màu trắng đẹp, số sàn thì em còn có cả Chevrolet Cruze. Động cơ là 1.6, nước sơn màu trắng đẹp, biển 34. Có một cái dải đèn led phía dưới rất là đẹp luôn. Đèn halogen này, Chevrolet Cruze 258 triệu, đời 2012, đăng ký đăng kiểm tháng 1/2023. Bản này 1.6 đẹp cho em này, nước sơn trắng này, gia đình cũng ok, dịch vụ cũng ok. Mà các bác đi dịch vụ hoa cưới hỏi cũng đều ok cho em nhé. Phần dưới của táp ly và táp lô bác ấy còn cẩn thận bọc hết cả da 3D như này cơ các bác ạ. Rất hiếm bác chủ nào cẩn thận như này. 258 triệu vẫn linh động về giá nhá. Quá là nhiều xe luôn, mờ nói là 1/3 xe thôi. Hôm nay các bác đi đâu hết rồi? Hay là hôm nay cuối tuần các bác đi chơi rồi? Một mình một trọ, một mình một bãi luôn, nói gào mồm lên. Kia Morning với nước sơn màu vàng đẹp thì em có đời 2016 các bác này. Màu vàng này là màu vàng zin nhá. Nhiều bác bảo là anh không thích màu vàng, không thích thì em đổi màu cho anh. Còn đây là màu vàng zin mà. 215 triệu đời 2016, màu vàng zin đẹp, màn hình giải trí to, màn hình OLED này, có chỉ có 215 triệu thôi. Lên hết cả la răng thể thao rồi. Lên la răng thể thao đẹp rồi ạ. 215 triệu, động cơ là 1.25, bản lắp ráp trong nước. Còn một bé em duy nhất của bác Vượng này ạ, xe của bác Vượng, người Việt dùng hàng Việt đây, VinFast Farin đời 2019. Nếu như bác nào tặng cho vợ chiếc xe này thì quá là đẳng cấp này, quá là yêu vợ đây này. Biển 17 VinFast Farin đời 2019, số tự động. Em này giờ chỉ còn 340 triệu thôi. Đời 2019 nhá. Đầy đủ đề lồ thông minh, màn hình giải trí cho em. Động cơ là 1.4 ạ. Các bác nhìn bộ la răng này, sơn cái màu lên màu đẹp không ạ? La răng đẹp, ốp hết mạ chrome tất cả rồi. Tay nắm cửa lẹp chân kính này, hay là tay cầm này, xin nhan trên gương nhá. Bao cam kết không đâm xô, không ngập nước, test hãng thoải mái cho em. Đề lổ thông minh có này,
màn hình giải trí này, xe rất là thơm luôn. Xe bác Vượng đây ạ, VinFast Fadin. Nước sơn màu trắng đẹp đây ạ. 340 triệu nha các bác nhá, biển 17 này. Bên đây thì còn có một em Kia Hyundai i10. i10 với nước sơn màu mắt mắt đây, giải nhiệt mùa hè này. Màu xanh đẹp i10 biển 51. Đời 2016 bản nhập khẩu số sàn 1.0. Em đang bán là 225 triệu. 225 triệu cho chiếc xe i10 của em màu xanh này. Chất lượng cao rồi đó người đẹp. Chào anh Trần Huy Thuấn này, chào Bắc Long Hoàng này. Nhiều khi những cái bình luận mà nó bị ấn này là em không thể đọc được. Nên các bác cố gắng xem livestream cùng em mà đẩy thì view, đẩy thuyền giúp em nào. Đừng quên những lời chia sẻ cho em Lê Hương ô tô Hải Dương là các bác ơi. Xe để rất là nhiều luôn, xe đẹp là khác. Cam kết đầy đủ cho mình, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Y30 biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp. Bản này là bản crown full kịch, cửa lóc này. Y30 đời 2009 nhập khẩu số tự động đây ạ. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Cửa lóc đầy đủ này. Màn hình giải trí có rồi, ZTEC xịn sò, ghế da zin. Cửa lóc Hàn Quốc đây, những ổ ba Hàn Quốc em hay xem phim là hay đi dòng xe Y30 này. Nhập Hàn cho em nhé. 300 bao nhiêu? 308 triệu. Nếu như giờ bỏ 300 các bác chốt không? 300 các bác chốt không? Chốt luôn chứ còn gì nữa đúng không? 300. Y30 màu trắng đẹp, bản nhập Hàn full kịch, cửa lóc, cam hành trình có, cam lùi có luôn. Màn hình giải trí này. Y30 308 triệu. Còn 300 số tự động, nói bé thôi không phá giá. Y10 bản đồ thì em lại về trước 2015. Số tự động nước sơn màu trắng đẹp. Y10 bản đồ đây, biển 37 này. Biển 37 đời 2015, số tự động bản 1.2 nhập khẩu này. 328 triệu thôi ạ. Chỉ có 328 triệu cho chiếc xe Y10 bản đồ bên em. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da đẹp căng. Ốc ác, ốc nhái thì không hề bị vặn xoáy như các bác nhá. 328 triệu bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Bản này là bản 1.2 và là bản đủ. Bản đủ sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau khách hàng nhá. 4 mắt cảm biến này. 328 triệu. Mệt quá, nhọc quá. Cam lùi đầy đủ luôn ạ. Còn bên đây thì có một em Y10 bản thiếu. Trời ơi, nhiều xe quá. Bác nào mà quan tâm Y10 thì em nhiều lắm luôn. Em này thì chưa đến 200 triệu này. Y10 bản thiếu đời 2014 nhập khẩu nước sơn màu trắng đẹp. 195 triệu. Nhập khẩu 1.0 đây ạ. Số sàn nhá. Y10 bản thiếu 195 triệu la răng thể thao. Xin nhan trên hông này. Y10 bản đủ số tự động đẹp biển 37 này. 328 triệu đời 2015. Còn em này là một cái em sờ bắc. Điều hòa thì mát lạnh luôn. Đăng ký 2 chỗ ngồi mà em hôm qua em quay lên rất là nhiều khách hàng quan tâm này. Sờ bắc 85 triệu, sờ bắc van nước sơn màu xanh đẹp. Lộ thất bên trong kết hợp đỏ đen với đỏ nhá. Điều hòa thì điều hòa mát lạnh luôn. Y10 Kia Morning và Vios hiện tại đang đứng đầu bên em luôn. La City SE đời 2010 bản nhập Hàn 1.6 số sàn. Em đang bán là 225 triệu. Anh Đại Phát ơi, anh Thu Nguyễn ơi, có nhìn rõ không ạ? Chia sẻ hộ em một nút lên trang cá nhân và hội nhóm này. La City SE 225 triệu đời 2010. Ghế da xịn sò, màn hình giải trí, nước sơn đẹp. La răng thể thao đầy đủ cho em, form dáng thể thao này, biển 89 này. 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi có rồi. Bên đây thì có Ford Ranger đời 2013 nhập khẩu số sàn 2 cầu, 415 triệu. Bản này là bản 2.2. Bản 2.2 nhá, 29C này. Sơ Bắc Van thì em có này. Sơ Bắc Van thì em có 85 triệu, đăng ký 2 chỗ ngồi. Còn bên đây thì có một em Hyundai Avante màu trắng này. Số tự động đời 2011, Hyundai Avante, bản cửa lóc, cam hành trình đầy đủ. Đèn led đầy đủ cho em, biển 30. Xin nhan trên gương, em đang bán là 328 triệu đời 2011 số tự động này. Vios màu đen đời 2008, em đang bán là 179 triệu. Biển 38 nhá. Đề lỗ thông minh có, cam hành trình có, màn hình giải trí có này. Chào bác Minh Đình này, chào bác Uyên Phương này, chào bác Hoàng Đình Thuyên này. Không biết là các bác đi đâu hết rồi. Bên đây thì có một em Aveo đời 2017 số sàn, em đang bán là 245 triệu. Động cơ 1.4 số sàn 5 chỗ ngồi đây ạ.
chào bác Nguyễn Minh Quân nhá. Hyundai i10 thì em này cũng chỉ có 125 triệu thôi. VinFast Farin của bác Phượng đây, người Việt dùng hàng Việt rồi. 340 triệu nghỉ thôi, khách hàng xem bóng đá rồi. Vâng, em cũng căn đến tầm 8 giờ là em sẽ nghỉ, em cũng đi xem bóng đá đây. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều những dòng xe ô tô. Giá nào bên em cũng có này, phân khúc tiền nào em cũng có. Chỉ từ 66 triệu là khách hàng có xe đi rồi. Anh Nguyễn Minh Quân nay đâu vào muộn thế? Vào muộn lắm luôn. Vừa rồi thì em đã báo rất là nhiều dòng xe ô tô đã qua sử dụng, toát hết mồ hôi rồi. Ra đây, ngồi nhờ tí nào. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe ô tô đã qua sử dụng này. Anh đi tìm tình yêu đã mất. Ôi dồi ôi, nóng quá. Mồ hôi một cây là tướt toát ra. Có lẽ bây giờ là em cũng sẽ dừng buổi báo giá ở đây vì khách hàng cũng đi xem đá bóng rồi. Những khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe nào bên em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cứ để lại bình luận cho em nhé, để lại số điện thoại cho em. Số điện thoại thì em đang ghi dưới màn hình rồi, 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong là sau buổi báo giá này của em mình sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng đang mà có nhu cầu mua xe. Xe cỏ, xe lút, giá nào em cũng có nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video mà em review về xe này. Và cũng như là ngày mai 19 giờ ngày mai, tức là 7 giờ tối đấy, thì em lại có cuộc báo giá tiếp nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên số hotline của em là 0354602790. Em chào bác Nguyễn Hữu Toàn này, bác vào muộn quá rồi. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm cùng em, ủng hộ em Lê Hương trong suốt thời gian qua. Thì những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên đăng ký kênh của em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Hotline thì em đã ghim rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào ngày mai, vào khung giờ ngày mai 7 giờ nhé. 7 giờ tối ngày mai thì em lại báo giá nhé. Còn bây giờ để chúc khách hàng có một buổi tối bên gia đình thật ấm áp này, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nhà mình nhé. Xin chào bác Phạm Được này, xin chào và hẹn gặp lại.